trường. Bốc khói luôn. Đây là vừng công hả? Sắt thêm đấy, chút vừng nhé. Chấm với nước sốt. Vịt mê đi theo vừng là ăn rất mùi và ngậy. Rất là mùi và ngậy đâu, nghe xin phép nha. Thơm quá. Chị em mình chiến cái đi. Miếng sườn rất là mọng nước và thơm. Ngon như vậy. Dạ sumo, chiếc bụng không đáy. Hello, xin chào tất cả các bạn đến với kênh nghe sumo tiếp theo ạ. Bây giờ là đã buổi chiều là 5 giờ chiều rồi. Ở đây nghe nãy nghe thấy phía trước có một cặp mà mới vừa kết hôn, mình thấy mình hình như là qua cái tuổi yêu đương rồi á, nhưng mà mình thấy là trai tài gái sắc rất là tuyệt vời. Và đặc biệt hơn nữa là mình cũng chia video là mình chúc cho mấy em có một cái kết viên mãn, và đặc biệt hơn nữa là trăm năm hạnh phúc ha. Còn bây giờ là Nga đang đi trên một con đường đại lộ. Đấy, con đường này rất là lớn. Đấy, khu vực này là mọi người đang bán rất là nhiều đồ ăn. Thì Nga thấy đây. Đấy nghe, đấy nghe. Bia phố. Dạ chính xác, bia phố thì Nga nghĩ là đây là một cái phố bán, và cái quán này bán về bia thôi. Rồi bây giờ mình sẽ ngồi đây luôn nha, ngay vỉa hè này luôn, cho nó sung sướng cuộc đời. Em là chủ hả? Dạ vâng. Em tên gì? Em là Mạnh. Mạnh à, bạn Mạnh bán về bia phố. Bia phố của mình mở được bao lâu rồi Mạnh ha? Em cũng mở được nửa năm rồi. Nửa năm rồi, là khu vực này. Dạ, em có thể cho Nga biết là cái địa chỉ khu vực này là bao nhiêu em? Ở em đây nó là khu Golden Field. Golden Field. Và cái địa chỉ của quán mình là số nhà bao nhiêu không nhỉ? Căn SH2.11. Căn SH2.11 Golden Field, ngay chỗ thị xã Nghĩa Lộ thuộc thành phố Yên Bái. Ấy thì mình hôm nay là mình đi qua khu vực này thì mình thấy là mình đang kiểu như trời nó đẹp như vậy, tí làm cốc bia. Đó mà cho chị Nga hỏi là bia của mình là bia gì em? Bia hơi của em thì có bia hơi Hà Nội. Vô luôn, hết rồi, kết rồi, kết rồi. Mà cái lò bát quái đó là bán về cái gì trong đây Mạnh? Hiện tại thì em đang triển khai vịt quay vậy. Vịt quay ở trong cái lò bát quái đó luôn. Mình đang đứng vịt trong đó luôn. Dạ vâng. Chín chưa? Chuẩn bị chín rồi. Chuẩn bị chín à, trời may quá, là hay không bằng hên. Để tí là một hồi cái mình bán là mình bán theo con hay là mình theo là khách chọn hay là như thế nào? Em bán theo con. Một con là bao nhiêu em? Một con bên em đang bán là 200. 200. Ví dụ có khách ăn cái đùi hay là nửa con thì mình có bán không? Có bán. Có bán luôn. Bán đấy. Con. Nửa con có bán không? Nguyên con có bán luôn. Thì tí Nga sẽ xin phép là Nga làm miếng vịt quay. Còn bây giờ là đây không gian quán như vậy là em Mạnh có chia sẻ là em làm được nửa năm rồi ha. Dạ vâng. Đấy, mình coi một xíu cái quán rồi mình xin phép là đó, em lấy bia là bia Hà Nội là mình làm nguyên bồn luôn hả? Dạ. Làm nguyên một cái bơm bia luôn hay là một bom. Mình có thể xem được không ạ? Dạ vâng. Đấy. Hiện tại mình phải ủ luôn hả Mạnh hả? Thích nha. Đây là cái gì em?
À đây là tháp bia. Đây là tháp bia nè. Trời, một người có ai uống một người mà hết một cái tháp này không Mạnh? Ghê vậy. Ui ui. Một tháp này tầm bao nhiêu lít em? Tháp đấy là 3 lít. Một người 3 lít. Ai 3 lít thì Nga cân được. Đây là cái tủ ủ bia hả? Dạ vâng. Em mở coi được không? Dạ. Mở coi được không ạ? Được. À, tưởng nó bí mật gì trong đây. À vậy hả, xin phép nha. 1 2 3 nè. 1 2 lên. Ui. Ai da. Đây là cái tủ ủ bia. Nè, bia này cái là bắt đầu em mới chiết vô bình này đúng không? Đó là chiết qua máy. À, chiết qua máy rồi mình bơm vô trong nhau trong cốc cho khách. Dạ vâng. Cho mình có cái bơm mà của Hà Nội mà y như vậy là mà dạng thu nhỏ không? Cái bơm mà 1 lít 2 lít á. À, mấy cái bình đó, cái bình 1 lít 2 lít mà mình để mình rót bia cho khách á. À là bơm bằng máy tổng này. À bơm bằng cái máy tổng này là rót ra đây. À bây giờ là mình rót thử ra một ly đâu được không ạ? Được. À mình bán mua theo cốc đúng không Mạnh? Dạ vâng. Thường thường mình bán một cốc là bao nhiêu tiền? Em đang bán một cốc này có 9.000 thôi. Có 9.000 thôi. Dạ vâng. Sao không phải là 10.000 ba? À để cái giá 9.000 thì nó ai à, vậy hả? Hợp lý hơn đây. Nửa cốc thôi em, chị chưa ăn gì hết, từ tí ra nếu mà có thời gian rảnh thì ngồi uống với chị Nga ly. Ấy dù bia này bia rồi giống như là bia cắt tiết á. Đúng rồi, bia thôi. À, chị em mình cắt tiết cái với nhau. Đó, luôn nha. Rất là lạnh đấy chị. Rất là lạnh à, đây chị Nga xin phép. Rồi, nghiêng như vậy để mình thấy không thấy bọt ha. Rồi. À cái bọt này rồi mình không có dùng nữa hả hay rồi, sao? Bỏ đi. À bỏ đi ha. Ôi, rồi. Hai chị em mình cắt tiết cái đi. Vô. Em cũng chưa ăn gì đâu. Em cũng chưa ăn gì hả? Trời ơi. Ở đây rất là lạnh đấy chị. Rất là lạnh à. Khoái, mời cả nhà nha. Wow. Tuyệt vời, rất là lạnh. Lạnh quá bị lạnh cái cổ luôn. Bây giờ mình xin phép mình ra ngoài mình coi coi mượn cho nhau mượn cái menu. Mình ra ngoài đó mình ngồi mình coi có cái gì mình gọi ha. Đây là quán của em Mạnh đi. À, đây, bia phố. Thấy là đầu tiên là hình như là cái lẩu này là lẩu riêu đồng đúng không em? Mình nhìn là mình đoán được thôi. Đấy chị em mình hôm nay là chủ yếu là ô cũng nhiều món ghê chứ. Dạ vâng. Khoảng 30-40 món luôn. Và món nào order là cũng có đúng không em? Dạ vâng, tất cả đều trong menu đều có. Quay đấy, cả nhà ơi, thấy không ạ? Đây là em ấy mở được nửa năm. Đây là tôm ngó sen nè. Rồi đồ rừng là có dúi, sóc, cày. Có nước ngọt, bia chai. Rồi các món như là cá lăng đủ món đây nè. Rồi cá tầm đủ món, ba đủ món, bữa sau qua đây nhậu. Bây giờ là chị có cái gì ngon ngon này là gì rang muối đây em? Đây là lưỡi vịt rang muối. À, lưỡi vịt rang muối. Đấy, lưỡi rang muối. Bây giờ là chị giúp cho Nga là có xương không? Em có. Có xương, xương nướng à? Xương nướng. Xương nướng của mình nướng bao lâu là được em nhờ? Nếu mà nướng thì nó sẽ lâu, hơi lâu một chút, khoảng tầm 15 phút. 15 phút. Đấy, là mình xương của mình là mình để nguyên cọng hay là mình chặt ra? Em vẫn để, nó vẫn có tảng đấy chứ. À, có tảng à. Vậy em làm cho chị mấy tảng xương nướng đi. Dạ vâng. Rồi xong rồi thời gian nướng là nếu mà vịt chín rồi cho chị Nga ra, chị Nga làm cho chị thêm nửa con nữa. Ăn cho nó đã, uống mấy cốc bia. Bên nay nhẹ nhẹ nha. Là vịt chín cũng là vừa. Đây hả? Vậy là bây giờ... À, 10 phút nữa. Ok, vậy mình đợi nha. Mình sẽ ngồi mình đợi một xíu. Cả nhà đợi nha. Bây giờ cảm ơn Mạnh nhiều. Tí có gì rảnh rảnh ra ngồi uống cốc bia. Ha. Từ xa xa thanh niên đang bê ra cho mình một mảng sườn chà bá. Đấy, chị Nga. Ui. Được chưa? Ui, hấp dẫn chưa đây? Ui, nóng lắm. 1, 2, 3 cầm lấy luôn. Ui. Từ. Có cái vị của người Hoa ở trong này. Mình ngửi được. Tí mình hỏi Mạnh coi phải như vậy không nha. Đây, còn bên đây là vịt ra lò luôn. Chạy theo. Ôi, ngon quá. Uầy. Ví dụ nãy giờ mình chờ 30 phút rồi. Bây giờ là vịt này là nướng theo kiểu gì em nhờ? Dạ, vịt nướng là hết sốt ở trong. À, nước sốt ở trong. Vâng. Nãy thơm quá đây. Để nguyên cái đùi bự cho chị Nga gặm nha. Vâng. Hấp dẫn quá. Thơm. Mình là làm nhẹ nhẹ như vậy đi. Thế bắt đầu mình lấy nước sốt ra. Thứ nhất là để trong luôn. Chấm với cái nước sốt này luôn hả em nhờ? Nước
sốt này ngon mà có nước chấm riêng đi chị ạ. Oai. Một loại đen, một loại nước chấm đen, một loại nước chấm đỏ. À, ăn vịt nhiều quá da mặt quá ha. À, anh chàng nè, ôi cha ơi, da mặt cưng lắm. Em năm nay nhiêu tuổi nhờ? Em năm nay 34 chị ạ. 34. Ơ chị cũng gần gần bằng nhau. Em tên gì ha? Anh em tên Công ạ. À. Công. Có mình có duyên với Công lắm. Có hai lần là Công đã từng làm cho Nga hai món ở nhà hàng của cô Tuyết Homestay Tông Bọng. Đó là món heo quay với lại vịt nướng. Hôm nay là vô tình là chị em gặp lại nhau. Đấy, em để nguyên cái đùi đó cho Nga. Hãy cắt cái phao câu này đúng rồi. Để nguyên con gì gặp luôn, em bỏ cái cánh đi em. Cái cánh nó bị thường thường nướng là nó sẽ bị khô như vậy hả? Rồi đấy. Ăn vậy cho nó chất lượng đi. À, lấy cho chị mấy quả dưa leo nhé. Đấy. Hấp dẫn chưa? Bốc khói luôn. Đây là vừng Công hả? Rất thêm chút vừng nha. Chấm với nước sốt. Vịt mới đi theo vừng là ăn rất bùi và ngậy. Rất là bùi và ngậy đâu, nghe xin phép nha. Thơm quá. Chị em mình chiên cái đi, ok. Thế thôi. À, của Nga gồm có nè. Sườn. Và đây là bao tử. Sườn nướng. Đấy, xin phép mời đại gia đình. Đây là món bao tử. Bao tử. Chấm. Ừ, chị cảm ơn em. Mời cả nhà nha. Wow. Thơm lắm. Cảm ơn mà. Vâng, cảm ơn. Để cho vào ít toàn nước chấm ăn nó sẽ ngọt hơn. Dạ vậy hả? Cảm ơn em. Dạ, xin chào cộng đồng. Cho vào nước sốt. Hết luôn. Quay lên thử nha. Ai thử làm cái đùi coi. Nãy giờ là chờ đợi nãy giờ đấy. Mời cả nhà. Chảy nước luôn hả? Nóng lắm, đông ạ. À. Vừa mới đèn lò. Vâng. Lưới này. Cái này là vịt chạy đồng cho nên nó chắc lắm. Wow.
nhiều. Cảm ơn em. Phải chấm như vậy mới đã, chấm ngập như vậy. Bây giờ khách đồ đông rồi. Nên phần này dưới đây là ít xương lắm, tảng thịt nướng này có mỡ mỡ là mình thích à, đúng gu. Cảm ơn anh. Chút mỡ. Ở trong đây nghe thấy là có rất rất là nhiều gia vị nè, mình không biết là những gia vị gì, nhưng mà miếng sườn rất là mọng nước và thơm. Ngon như vậy. Cho bộ đồng miếng. Bỏ đĩa ra nha. Ăn là mình phải rửa tay sạch sẽ để ăn, cầm lên ăn nó ngon miệng lắm. Cả nhà thấy không ạ? Rất là mềm, rất là mềm. Mẹ chấm cả nhà. Cổ vịt. Chấm rồi. Kệ đi.
nghe ăn bất chấp trong mọi hoàn cảnh mà. Vô đây đẹp không em Đông? Dạ đẹp, đẹp hơn. Ừ, chấm rồi. Đây làm cốc bia nữa. Đâu ăn gì đâu? Dạ, chị nghe chị ăn con cánh là được rồi. Con này nhớ, con cánh này hả? Dạ. Ok. Chị nghe là đói bụng chưa? Dạ, đó vậy. Nghe tranh thủ ăn xong này nhá. Dạ vâng. Rồi chị em mình ngồi đây uống cốc bia. Dạ. Mưa này thì còn đeo nữa. Ngồi đây là wow, chắc lắm đâu mà. Dạ. Chắc không tải được không? Muốn cắn muốn bự lắm mà cắn không được. Đông hiểu từ vịt chạy đồng chưa? Dạ. Hả? Hả? Dạ sao vậy? Vịt chạy đồng là có nghĩa là con vịt người ta thả, người ta vẫn nuôi trong chuồng. À. Bên... là thả rong. Ừ, thả rong. Vịt nó chắc lắm. Như cúp điện đó. Chết rồi.
trời mưa thèm mà thèm mì tôm kế bên có bán nhà cô em á, order đấy sát bên. Nếu thì mưa gió này ăn vậy là ngon nhất đâu mà không còn gì bằng. Cái này á thì uống bia một tí á, ăn thêm gói mì nữa. Tôi biết có bệnh này. Món này ngon hả? Còn gì đâu em. Cấp độ 7. Nó cay nó sọc lên mũi. Bậy quá. Ngon 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 ngon. Cái này Nga thích ăn với cơm nguội á. Ở đây là em ấy có bắp cải nữa đây. Ngon chưa Đông ơi? Đông ăn không? Tí nghe đưa qua đi ăn luôn. Thôi em no đó rồi. Mà em phải đợi chị Mon đang nấu cơm ở nhà rồi đấy. Mình tí về đừng nói chị Nga ăn gì nha. Cay quá Đông ơi, chết chị ơi, tê lưỡi. Bò nè. Đấy. Bò. Hai bên là hai anh em với nhau, mình mà mình mua mình ủng hộ luôn.
Nóng lắm đại gia đình ơi. Cái này bằng gan nữa. Nó nói nè, nhà phải dùng giấy kẹp lại chứ không này, không thể nào mà cầm được vô cái này đâu. Lơ tơ mơ là đi luôn ấy. Lơ tơ mơ là đi luôn ấy. Nhà đang thắc mắc là tại sao mà có ai giải thích giúp Nga là tại sao mà cái mì cay này lại ăn cái bắp cải tím nhỉ? Tại sao không ăn bắp cải xanh hay bắp cải trắng? Nó thấy quán nào người ta cũng sẽ ăn bắp cải tím, màu tím rồi cả. Có ai giải thích tìm Nga mà. Xúc xích này. Nó bị nó là hậu cay, hậu cái việc cái cay của nó, mình gọi cái tô cấp độ 7 mà. Cay nhưng mà ngon. Mời lại gia đình nha, đây, miếng bò như vậy. Bò mà có ba chỉ mỡ là mình thích rồi. Nó cay, nó càng cay mình càng muốn ăn, nó lạ đời vậy, bực bội quá. Mở quán này à, mới khai trương ngày mai luôn đó, cho nên mình cũng ủng hộ xíu. Em chào anh, không biết thằng cu em nó bán đó. Nó bán cho mình là rẻ hơn người ta hay sao mà toàn thịt bò. Ăn cuối mùa vẫn toàn là thịt. Chất lượng. Cả nhà mình ăn mình phải chừa bụng để về quay với bé Mon, chứ một hồi mà không ăn được trên bé Mon là bé Mon buồn ấy. Bé Mon này là
đi chợ mua đồ hết cả rồi. Ngủ rồi. Nhưng mà nước này cay uống từ từ thôi. Sặc chết luôn á. Ngày mai là khỏi ra video luôn. Đây là những cái mà logo rất là dễ thương ở trên cái không gian quán này. Đấy, khi mà nghe tới đây, dù là hồi nãy là có những cái điều mà không như ý muốn mình diễn ra, nhưng mà không sao cả. Đôi khi sự cố nó cũng đâu ai lường trước được đúng không ạ? Đấy, thì thôi cả nhà ơi, cũng như là câu Nga Sumoi nói, không phải là thức ăn không ngon mà là các bạn chưa tìm được món mình thích, quan trọng mình ở đâu và ngồi cùng với ai. Đây là một trải nghiệm hôm nay, chỉ là đơn giản là ăn một cái món vịt quay tại trung tâm thị trấn Nghĩa Lộ. Đấy, và đặc biệt hơn nữa là quán của em Mạnh. Em vừa mới khai trương được một năm. Và đặc biệt hơn nữa là cái sườn nướng ở đây á, nó cực kỳ ngon luôn. Khi mà mình chấm vào cái nước chấm này, bát nước chấm mà nghe ăn là nãy giờ hai bát gần hết. Mình chấm vào á, nó mềm mà miếng thịt đó nó có mỡ nó tan chảy vào với nhau. Xong mình cắn vào nó ngập răng một phát rồi nó nóng nóng đó. Trời đất ơi. Ta nói là trên cả tuyệt vời luôn đúng không ạ? Nếu mà có những cái gì đó nó không có được như ý thì Nga xin phép đại gia đình bỏ qua lượng thứ cho Nga nha. Thì thôi, cũng như là câu Nga Sumoi nói, không phải là thức ăn không ngon mà là các bạn chưa tìm được món mình thích, quan trọng mình ở đâu và ngồi cùng với ai. Cảm ơn đại gia đình và Nga chúc đại gia đình một buổi tối bình an, nhiều sức khỏe và luôn luôn là có những niềm vui trong cuộc sống. Bạn sự như ý, tỷ sự như mơ. Xin chào và hẹn gặp lại đại gia đình thân yêu trong những video tiếp theo. Nếu yêu thương Nga thì hãy ủng hộ cho Nga một cái like, một cái đăng ký và một cái chia sẻ. Đó là động lực, là hành trang của Nga hoặc là tất cả những người em của mình xung quanh bên mình. Không mất gì cả, chỉ mất tiền đóng tiền wifi thôi, thật sự mà nói. Nhưng mà phải xứng đáng thì mới tặng đúng không ạ? Còn yêu thương hay như thế nào đó, Nga đều là ghi nhận và có những ý kiến đóng góp thì Nga cũng nhận ghi. Có rất là nhiều cái những kênh giả mạo thì kênh của Nga chỉ có là YouTube thì cũng là Nga Sumo, TikTok là cũng là Nga Sumo và fanpage cũng là Nga Sumo chứ không có Nga Sumo gì hết khác nha. Đấy là mong là có những bạn hay gọi về cho Nga đó là có nhiều lúc là bị chuyển tiền để mà nhờ booking hay quảng cáo hay cái gì đó thì Nga đều là không phải là Nga cả. Đấy, có gì thì số hotline của Nga đều ở trên cái phần nội dung mô tả và trong cái phần nội dung mô tả. Thì mong là cả nhà vào trong đấy và gọi cho Nga sẽ có nhân viên để trực. Đó, xin chào và hẹn gặp lại đại gia đình nha. Xin chào. Vô. Mời chị nhé. Rồi, mời em nha. Vịt ngon. Chị nhiều sức khỏe. Chị cũng chúc em nhiều sức khỏe. Nhiều clip hay và... Chị Nga cảm ơn cảm nha. Mọi người có nhận. Và chị cũng mong là cái phần mà về bếp của em á. Đấy, thì hy vọng là em càng ngày càng phát triển ha. Uống sao nhỉ? Uống sao nhỉ? Có cái 51 chị nhá. 51 nha. Chị đang no. Đây, quá tuyệt vời. Vô em. Sức khỏe em nha. Trời ơi, bốn cốc bia Hà Nội ngất ngay. Ôi da, cảm ơn em quá nhiều. Úi trời da. Đấy, không phải lúc nào đi ăn cũng sung sướng đâu, chạy tiếp là chị phủ chứ. Mưa tới rồi. Ơ, ơ, cái chân. Chị phủ chứ. Đang rộng cái cũng. Thôi Nga cảm ơn ạ. Xin lỗi đại gia đình nha. Cũng là đại gia đình một ly đã. Nga xin lỗi nha.
em bữa lớn không ạ? Không nhanh là nãy giờ là đi luôn. Đây là hậu trường nha. Đấy. Chấm chấm nước muối. Chắc lắm. Vô luôn. Chắc không? Chắc không? Thả đồng rồi đấy. Thôi ăn cái miệng đỏ ha. Được. Rồi, chào cô Đông ăn nha. Chào cả nhà nha. Cảm ơn đại gia đình đã yêu quý kênh Nga Sumo nha. À, nếu mà được thì xin cả nhà hãy cho Nga một cái like, một cái đăng ký, một cái chia sẻ nha. Yêu thương cả nhà nhiều lắm. Love you.